Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội ngày 30 tháng 9 về việc quản lý cán bộ công chức, Bộ Nội vụ cho biết cán bộ công chức trên toàn quốc sẽ được trả lương theo vị trí việc làm. Dự kiến đến quý 4 năm 2023, chính phủ sẽ chỉ đạo bộ ngành địa phương phê duyệt vị trí việc làm công chức trong cơ quan tổ chức hành chính hướng đến trả lương tuyển dụng quản lý sử dụng đánh giá quy hoạch cán bộ công chức theo phương pháp này. Bộ Nội vụ đã xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ chức danh, vị trí việc làm. Theo đó thì có hai cách phân loại vị trí việc làm. Đầu tiên là theo khối lượng công việc, thứ hai là theo tính chất nội dung công việc. Lương công chức viên trước hiện nay được tính bằng lương cơ sở nhân hệ số lương. Theo chính phủ, đến nay ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được 500.000 tỷ đồng để chuẩn bị cải cách tiền lương trong 3 năm tới, 2024 đến năm 2026.